Những điểm giống nhau của công ty có vốn Việt Nam và công ty có vốn nước ngoài. Công ty có vốn Việt Nam và công ty có vốn nước ngoài sẽ có những điểm giống nhau cơ bản như sau. Thứ nhất là nghĩa vụ thuế. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài và công ty có vốn đầu tư Việt Nam thực hiện nghĩa vụ thuế tương tự nhau. Lệ phí môn bài hàng năm của công ty có vốn nước ngoài cũng được tính như là công ty vốn Việt Nam. Từ 10 tỷ trở lên sẽ đóng 3 triệu đồng, dưới 10 tỷ hoặc bằng 10 tỷ sẽ là 2 triệu đồng. Thuế giá trị gia tăng của công ty có vốn nước ngoài cũng tương tự như công ty có vốn Việt Nam với các mức thuế như sau là không chịu thuế 0%, 5% và 10%. Thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty có vốn nước ngoài cũng giống như công ty có vốn Việt Nam sẽ đều là 20%. Thứ hai là thực hiện các loại báo cáo thuế. Công ty có vốn nước ngoài và công ty có vốn Việt Nam thực hiện báo cáo thuế tương tự nhau. Báo cáo thuế hàng tháng sẽ dành cho những công ty nào hàng năm có doanh thu trên 50 tỷ, còn báo cáo thuế hàng quý sẽ dành cho những công ty nào có doanh thu hàng năm dưới 50 tỷ. Báo cáo tài chính hàng năm, công ty vốn nước ngoài và công ty có vốn Việt Nam đều phải thực hiện theo quy định này. Ngoài ra, đối với công ty có vốn nước ngoài còn phải thực hiện thêm báo cáo kiểm toán song song với báo cáo tài chính. Rohico đồng hành cùng doanh nghiệp bạn.